Hello, xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh Huyền Sư Cũ Sài Gòn. Các anh chị nào mà đang tìm dòng Toyota Rush thì hôm nay bên em đã về một xe đời 2018 đăng ký 2019. Toyota Rush không phải lúc nào cũng có xe và tìm được một chiếc xe đẹp thì rất là khó luôn nha các anh chị nha. Và cái dòng Toyota Rush này hiện tại là trong hãng không có xe luôn các anh chị ạ. Trong hãng là muốn đặt, là muốn mua là phải đặt hàng. Xe này thì nhập khẩu từ Indo luôn nha các anh chị nha. Đây là xe có nước sơn là màu bạc nè. Toyota Rush thì là dòng xe 7 chỗ ha các anh chị. Cái này các anh chị thấy có hai camera cam và anh gắn thêm. Xe 7 chỗ nha các anh chị nha. Xe đã được trang bị là ghế da luôn rồi. Đây là dòng xe 7 chỗ. Khi Toyota Rush ra thì là cùng lúc ra cùng với là chiếc Avanza luôn, nhưng mà sau đó thì Avanza bỏ mẫu, nhưng mà Rush vẫn được rất là nhiều các khách hàng ưa chuộng luôn ha. Về độ gầm rộng rãi và gầm cao, ngoài ra thì giá thành rất là rẻ và cho nên là được rất là nhiều các khách hàng ưa chuộng luôn. Xe này đời 2018 đăng ký 2019 nha các anh chị nha. Và bên em hiện tại đang có về rất nhiều xe cho nên là em quay hơi chật chội tí, cho nên là các anh chị thông cảm giúp giùm em. Xe bên em thì đảm bảo với các anh chị là cam kết xe không đâm đụng ngập nước nha, bao các anh chị đi chết hãng luôn. Để em xem cái phần bánh xe này ha, các anh chị thấy gai còn ha. Đây đời 2018 luôn nha các anh chị nha, 2018 luôn ha. Xe là vẫn còn ra rất là nhiều, như ô đôi xe này chỉ mới có 30 ngàn thôi. Biển số ở Sài Gòn luôn. Các anh chị nằm ở Sài Gòn thì mình đỡ tốn tiền biển số ha các anh chị. Em sẽ bật cái ô đôi xe lên xem. Đúng rồi các anh chị ạ. Xe ô đôi chạy 30 ngàn thì các anh chị nhìn cái bánh xe là các anh chị cũng biết ha. Xe thì được trang trí là một phần giả da nè. Đó. Có mạ rơm nè. Đó, có thành mạ rơm. Toyota Rush được các khách hàng tìm nhiều lắm. Cho nên là khi mà về cái là em sẽ review cho các anh chị liền. 7 chỗ nhưng mà cực rộng rãi ha, hàng ghế thứ ba cũng rộng lắm chứ không có chật luôn nha các anh chị nha. Có cửa, có hàng ghế, có cửa gió cho hàng ghế phía sau. Đây là chìa khóa ha. Để em xem cái phần khoang máy và cái gầm xe. Để em xem cái phần gầm xe nha. Quay cái phần gầm xe cho các anh chị. Đây, ô gầm còn rất là đẹp. Ô đô mới chạy 30 ngàn còn đẹp lắm nha các anh chị. Ồ, gầm xe còn rất là đẹp luôn. Đây, em sẽ quay cái phần khoang máy nha. Khoang máy sẽ ở đây nha các anh chị. Giật ra như thế này nha, chứ không phải là nút bấm. Và đây là phần khoang máy nha các anh chị nha. Đây là phần khoang máy thì bên em cam kết với anh chị là máy móc và hộp số là còn nguyên zin nha. Bao các anh chị đi chết hãng luôn. Đây các anh chị nhìn là ốc là còn nguyên nè. Đó, keo chỉ là còn nguyên. Em quay vậy thôi nhưng mà khi các anh chị lên thì các anh chị sẽ cảm nhận được nha các anh chị nha. Các anh chị sẽ cảm nhận được. Đây ha. Các anh chị muốn kêu thợ thầy lên test hay sao cũng được hết. Bên em sẽ chiều cho hết các anh chị luôn. Vậy là các anh chị cảm thấy yên tâm khi mà mua một chiếc xe với cái ít nhất là cũng phải nửa tỷ. Ít nhất cũng phải nửa tỷ. Thì cái xe này giá là tầm khoảng 500 hơn nha các anh chị nha. Ô đô xe chạy được 30 ngàn. Đời 2018 đăng ký lần đầu 2019. Biển số xe là ở Sài Gòn luôn. Thì các anh chị nào ở Sài Gòn thì mình đỡ tốn 20 triệu tiền biển số ha. Dạ. Và các anh chị nào đang có tìm nhu cầu tìm dòng xe 7 chỗ giá rẻ thì bên em cũng có Kia Rondo máy xăng kia ha. Có cả máy dầu luôn nha các anh chị nha. Giá tầm khoảng 500 quay đầu. Dạ rồi, các anh chị nhớ cho em một like và đăng ký kênh của em để theo dõi những video tiếp theo về những dòng xe bên em nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ạ.